Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một món cháo, đó là cháo bột gạo với bột ngô với cà rốt nhé, cho bé tầm từ 5 đến 6 tháng tuổi. Thì đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị là ngô này, hai khoanh ngô nhỏ này, một ít cà rốt và bột gạo. Bột gạo này thì mình đã xay với gạo lứt trồng với gạo gạo tẻ của mình á. Còn một số bạn thì nếu mà không không xay bột thì mình có thể nấu cháo. Mình nấu cháo và mình nấu chín ngô với chín cà rốt mình xay qua máy tố và mình sẽ lọc bằng dây. Và đối với cái công đoạn sơ chế cà rốt với ngô thì mình có thể nấu hai cách. Cách thứ nhất bạn có thể hấp chín xong rồi mình sẽ xay và hoặc là dây thì mình lọc và lấy cái tinh bột của cái ngô với còn cách thứ hai thì mình sẽ để sống như thế này và mình sẽ xay bằng máy sinh tố cho mình được vào mình xay máy sinh tố và mình sẽ lọc lấy nước và mình sẽ quấy với bột đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cách thứ hai nhé cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nha, mình sẽ ngô thì mình sẽ tách vỏ hạt ra và cà rốt thì mình thái lát mỏng được hoặc là các bạn có thể băm nhỏ ra một tí đó cho dễ xay. Và mình chuẩn bị một bát nước thì bây giờ mình sẽ dùng máy xay sinh tố, mình sẽ xay cái hỗn hợp bí với ngô này cho nhuyễn nhé. Khi chúng ta xay nhuyễn cái hỗn hợp bí đỏ với cái cà rốt thì mình sẽ cho vào rây để mình rây lọc nước nhé. Đây các bạn nhé, khi mà chúng ta xay máy sinh tố và chúng ta lọc qua rây á, có dây xong rồi chúng ta sẽ bỏ một thìa bột vào và chúng ta sẽ quấy đều, cho một thìa thôi nhé. Nếu bạn làm ăn dặm từ 5 đến 6 tháng thì chúng ta sẽ cho một thìa bột thôi, nó không là nhiều quá hay là nó sẽ đặc thì mình sẽ cho thêm bột vào và mình sẽ bắt đầu chúng ta sẽ cho lên bếp và chúng ta nấu. Chúng ta cho lên nồi và nấu. Khi chúng ta nấu chúng ta sẽ đảo đều tay nhé. Chúng ta đảo đều tay để cho cháo của bé không bị bón cục. Và khi đun như thế này chúng ta đun vừa lửa mà chứ không đun to lửa đó. Đun to lửa thì cái cả cháo nó sẽ nhanh khê nhé. Chúng ta đảo đều tay đến lúc cháo chín ta sẽ bắt lắp bếp. Các bạn nhé, cháo đã chín thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đưa ra cho bé ăn nhé. Đây, món cháo rất là ngon, cái đồ ngọt cà rốt và cà và ngô thì mình bỏ rất là vừa, ăn rất là ngon. Chúc các bạn hãy làm những món ăn cho ăn dặm cho bé của mình ăn nhé. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.